Trước khi vào video, mình có một vài lời nói trong video lần này, đó chính là chủ đề video á, là do một bạn khán giả đã yêu cầu mình làm cái video lần này. Riêng về chủ đề ngày hôm nay á, thì mình rất là bối rối, là bởi vì có một số cách á, thì mình biết rõ và mình có kinh nghiệm riêng của mình, còn một số thì mình tham khảo trên mạng internet đó các bạn. Nếu mình có thiếu sót hoặc là sai sót gì thì các bạn hãy comment phía dưới video để mình biết thêm thông tin nhé. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Chloe Nguyễn USA. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ 5 cách để sang Mỹ định cư nhé. Nào bắt đầu video thôi. Thứ nhất, định cư Mỹ thông qua du học. Theo góc nhìn của mình gặp ít các bạn du học sinh định cư bằng chính thực lực của bản thân. Lý do mình nêu lên ý kiến này bởi vì các bạn vừa học xong đại học hoặc cao đẳng nào đó, các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi đi xin việc nè. Vậy khó khăn đấy là gì? Mình hiểu có một số bạn đã cố gắng lấy bằng master và xong luôn quá trình đi thực tập. Sau khi mà các bạn tốt nghiệp, khó khăn thứ nhất chính là tìm một công ty, hãng hoặc bệnh viện nào đó nơi họ chấp nhận làm giấy tờ định cư cho bạn thông qua visa lao động, hay còn gọi là work permit visa, EAD. EAD là cụm từ viết tắt của Employment Authority Document. Đơn cho cụm từ này sẽ là đơn I-766. Bạn có thể đi làm ở Mỹ với EAD trong vòng từ 1 đến 2 năm. Sau 1 đến 2 năm của visa lao động, bạn sẽ nộp thêm một cái đơn nữa để lấy thẻ xanh vĩnh viễn. Đó chính là đơn I-551. Khó khăn thứ hai đó chính là sống ở Mỹ vĩnh viễn mà không cần đến visa lao động. Bạn hãy tìm một người để kết hôn giả nếu bạn là du học sinh, nghe quen đúng không nè? Mình sẽ tiết lộ thêm thông tin vào cách 2 định cư Mỹ thông qua kết hôn giả. Chờ mình chút nhé. Thứ hai đó chính là định cư thông qua kết hôn giả. Đối với các bạn du học sinh, việc kết hôn giả là một việc hết sức là thử thách đối với các bạn. Mình không khuyến khích các bạn làm định cư Mỹ thông qua kết hôn giả vì bạn sẽ tốn rất là nhiều thời gian tìm hiểu họ và tiền bạc để nhờ họ làm kết hôn giả. Ngoài làm định cư Mỹ thông qua kết hôn giả theo dạng du học sinh thì bạn có thể du lịch sang Mỹ rồi tìm người làm định cư Mỹ thông qua kết hôn giả. Giả sử bạn đã lập gia đình, mình khuyên các bạn nên cân nhắc thật kỹ càng bởi vì bạn sẽ đánh đổi hạnh phúc gia đình nhỏ của chính các bạn. Sự đánh đổi này là bạn sẽ ly dị thật chồng hoặc vợ bạn trong khi làm giấy tờ. Bạn không thể bảo lãnh chồng hoặc vợ bạn định cư để đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, bạn có con và muốn lãnh chồng hoặc vợ bạn thì bạn phải chờ con bạn đủ 21 tuổi để làm giấy tờ bảo lãnh thay cho bạn. Hai dạng người mình vừa chia sẻ liên quan tới người chịu làm hồ sơ kết hôn giả. Người đồng ý kết hôn giả với bạn phải là công dân Mỹ và hoặc là thường trú dân Mỹ 10 năm. Hồ sơ kết hôn giả sẽ nhanh chấp nhận nếu người đó là công dân Mỹ, và hồ sơ sẽ chấp nhận lâu hơn nếu người làm cho bạn là thường trú dân Mỹ 10 năm. Sau khi có giấy tờ xong xuôi, bạn sẽ nhận được thẻ xanh 2 năm, hay còn gọi là Conditional Green Card Holder, tạm dịch là thẻ xanh có điều kiện. Các bạn có thể tham khảo thêm trên trang web của USCIS chính thống. Nào, chúng ta cùng qua cách 3, định cư Mỹ thông qua bảo lãnh. Cách thứ 3, định cư thông qua bảo lãnh. Ở cách thứ 2, mình có nêu sơ sơ về con bảo lãnh cha mẹ. Bạn có quyền bảo lãnh cha mẹ khi bạn đủ 21 tuổi và bạn có quốc tịch Mỹ. Bạn sẽ khai đơn I-123 kèm theo giấy tờ nữa, bao gồm như là giấy chứng nhận quốc tịch, hộ chiếu Mỹ nếu bạn không sinh ra ở Mỹ, và vài giấy tờ khác nữa mình không tiện nêu ở đây. Bạn vào trang web của USCIS, ở dưới phần miêu tả mình sẽ bỏ ở dưới đó để tìm hiểu thêm.
ba mẹ bảo lãnh con cái định cư. Nếu con bạn dưới 21 tuổi và chưa lập gia đình thì bạn có thể bảo lãnh con bạn thông qua thẻ xanh 10 năm của bạn hoặc là quốc tịch Mỹ. Thời gian đoàn tụ gia đình sẽ mất từ 5 tháng đến 9 tháng. Còn nếu con bạn đã đủ 21 tuổi và đã lập gia đình thì thời gian lãnh đoàn tụ sẽ trên 10 năm. Bạn cũng sẽ phải khai đơn I-130 giống như là con bảo lãnh cha mẹ. Mình xin được qua cách thứ tư định cư thông qua EB3. Cách thứ tư định cư thông qua EB3. EB3 visa hay còn gọi là visa EB3. Nó có thể hiểu cái cụm từ này là Preference Employment Based on Green Card. Nó chỉ là một cái loại visa cho lao động đó các bạn. Cái loại visa này thì các bạn có thể đi du lịch và các bạn tìm hãng nè, tìm xưởng nè, tìm công ty nào đó nơi mà có thể làm cái giấy tờ EB3 cho bạn, bạn có thể làm việc. Ở bang của mình sống á, thì chủ yếu là các công việc như là người Mỹ không có làm á các bạn, như là đổ rác nè. Mặc dù đổ rác lương rất là cao nha các bạn, nhưng mà người Mỹ không thích làm. Hoặc là gì nữa ta? À đúng rồi, cắt cỏ nè, rồi làm farm mà làm nông trại nè các bạn. Và nhiều công việc khác nữa, ở hãng gà, chặt gà gì đó, để làm sản phẩm gà cho người Mỹ ăn á các bạn. Về cái vấn đề này á, thì không có yêu cầu bạn có học vấn hay là một cái điều gì hết. Bạn có thể tìm hiểu thêm qua USCIS hoặc là những cái công ty di trú của Mỹ. Ngoài ra EB3 còn có thể các bạn có thể đi tìm việc làm công nhân lành nghề hoặc là những chuyên gia. Công nhân lành nghề á các bạn thì nó sẽ liên quan những người đã có kinh nghiệm trước, đã có bằng đại học đầy đủ thì các bạn có thể sang Mỹ. Ví dụ như là những người đi làm ở IT nè, những y tá nè, những kỹ sư mà construction á, những kỹ sư xây dựng đó các bạn, có thể đến Mỹ làm việc thông qua một cái công ty nào đó sẽ làm cho bạn qua cái ngành mà bạn đã có trước qua đây làm. Và mình nghe nói á, thì những người mà làm EB3 á, thì có thể cuối tuần các bạn không có làm gì hết thì các bạn có thể đi làm nhà hàng nè, hoặc là đi làm nail nè để kiếm thêm thu nhập và gửi tiền về cho gia đình. EB3 á, thì các bạn không thể mang gia đình đến Mỹ định cư được. Tuy nhiên khi mà bạn có thẻ xanh mà vĩnh viễn á thì các bạn có thể lãnh gia đình sang. Ok, mình qua cách cuối cùng, cách 5, định cư Mỹ thông qua EB5. Cách thứ 5, định cư Mỹ thông qua đầu tư hay còn gọi là EB5. EB5 là nhà đầu tư Mỹ về cơ sở hạ tầng, những cái tòa nhà hoặc là đường xá, trường học ở Mỹ. Bạn có thể làm cái thủ tục này thông qua một cái công ty trung gian, đó là công ty di trú Mỹ làm chuyên về EB5. Ví dụ như là công ty Conova và Imica. Hai công ty đó các bạn có thể search trên Google, các bạn có thể tìm nhiều địa điểm, nhất là ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và một số công ty khác nữa mình không biết, các bạn có thể search Google nè. Rồi khi mà các bạn làm á thì cái phí để làm EB5 á là khoảng từ 500.000 đô Mỹ đến 1 triệu đô. Mình nghe nói á là hiện giờ chính phủ Mỹ đang tăng cái số tiền này lên. Hồi trước là 500.000 đô, bây giờ hình như là khoảng 700.000 đô gì đó để làm xong cái thủ tục. Khi mà bạn làm cái thủ tục xong á, thì khi mà bạn qua Mỹ thì bạn sẽ nhận một cái đơn
đính kèm trong cái passport hộ chiếu của các bạn, đó chính là I-526. I-526 là gì? I-526 chính là một cái thủ tục visa mà cái chủ đầu tư dự án của các bạn đã tạo đủ việc làm, đã hoàn thành xong cái tòa nhà hoặc đường xá đó ở Mỹ rồi. Sau khi bạn ở Mỹ trong vòng trên 18 tháng là khoảng gần 2 năm á, thì các bạn sẽ được apply, được xin thêm một cái đơn nữa để có được thẻ xanh 10 năm, đó chính là I-829. Đúng là I-829 các bạn. Trong khi mà các bạn chờ I-829 á, thì các bạn có thể nhận lại cái số tiền của các bạn mà người ta đã bắt các bạn nộp, là 500.000 đô đến 1 triệu đô đó, các bạn có thể nhận lại cái số tiền đó mà không cần, khi mà bạn có được cái I-829. Các bạn lưu ý nha, cái này á, thì mình tìm hiểu trên trang web của USCIS rất là chính thống. Nếu mà dự án của các bạn không có trả tiền cho các bạn thì các bạn nên hỏi, là bởi vì họ sẽ gửi cho các bạn cái đơn khi mà các bạn khai thuế, là đơn khai thuế K1 á, các bạn phải hỏi nha các bạn, bởi vì tiền á thì ai cũng mong muốn nhận lại cái số tiền mình đã đầu tư, đúng không các bạn? Và mình hy vọng các bạn nhận được cái số tiền đầu tư đó, và các bạn có I-829 và sau đó các bạn có thể thi quốc tịch nha. Trong khi mà mình quên mất, khi mà bạn nhận I-829 thì các bạn có thể học và ôn trước khi mà các bạn đi thi quốc tịch. Khi mà các bạn có được I-829 thì các bạn có thể xin đi thi quốc tịch và có quốc tịch Mỹ nha các bạn. Tiếc quá, mình xin được dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã coi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích với các bạn, hãy cho mình like, share, comment và subscribe với kênh của Chloe Người Yến USA để mình có thêm nhiều động lực chia sẻ nhiều thông tin tốt cho các bạn nữa nhé. À, mình có một cái yêu cầu là các bạn ơi, hãy chăm chăm coi cái video của mình để mình đạt đủ 4.000 giờ nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.